Phương pháp đó là phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp quan sát và phương pháp điều tra bằng mỏ gọi ANCET. Thế thì hôm nay thì nội dung của bài hôm nay nó sẽ gồm có hai phần, ba phần, sorry. Là cái phần thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu thêm một cái phương pháp nghiên cứu thực tiễn nữa, đó là phương pháp chuyên gia. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tìm hiểu làm thế nào để mình lấy được một cái mẫu để đi điều tra cho nó khoa học và khách quan nhất. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình sử dụng số liệu thì mình sẽ thu được những thông tin gì. Đó là ba phần nhé. Thì mình sẽ vào cái phần đầu tiên là phương pháp nghiên cứu chuyên gia. Đây là phương pháp mà nằm trong cái bài lần trước. Thì các bạn thấy rằng là hóa ra là khi mà mình đi điều tra cái đề tài ấy, thì ngoài những cái phương pháp mà thầy giới thiệu trong hai lần trước thì mình còn có một phương pháp này nữa là phương pháp chuyên gia. Thì các bạn thấy rằng phương pháp chuyên gia là gì? Thì đọc cái là các bạn cũng có thể đoán ra được ngay rằng là phương pháp chuyên gia đơn giản thôi, đó là phương pháp mà mình đi xin ý kiến của người khác. Xin ý kiến của một người hoặc là một nhóm người mà mình coi người này hoặc một nhóm người này là chuyên gia. Như vậy là mấu chốt của phương pháp chuyên gia này nó có hai cái mấu chốt, đó là một là chuyên gia là ai. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ sử dụng phương pháp nào để lấy được ý kiến chuyên gia. Đó. Thế thì khi lựa chọn chuyên gia thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều cái tiêu chí. Thì căn cứ vào cái đề tài của các bạn nhé, các bạn sẽ căn cứ vào đề tài của mình để quyết định xem ai sẽ là chuyên gia cho mình. Đó. Thì thầy đưa ra bốn cái tiêu chí gợi ý cho các bạn thôi. Các bạn thấy rằng cái tiêu chí thứ nhất là chuyên gia phải là một cái người mà có chuyên môn phù hợp với nghiên cứu của mình. Đó. Thế là cái chắc chắn nhé. Bạn phải căn cứ vào đề tài của mình, căn cứ vào cái lĩnh vực mà đề tài mình nghiên cứu, sau đó mình lựa chọn cái ông chuyên gia này sao cho nó cùng đề tài với mình, cùng với cái lĩnh vực chuyên môn mà mình nghiên cứu trong đề tài để một chuyên gia. Cái thứ hai nữa là mình có thể tìm những cái người mà có kinh nghiệm, những cái người mà có bề dày thành tích về nghiên cứu cái vấn đề mà mình đang muốn tìm hiểu. Và cái thứ ba nữa là mình có thể căn cứ vào cái uy tín khoa học của người này. Thế làm thế nào để biết được uy tín khoa học của người này? Thì chắc chắn các bạn sẽ phải căn cứ vào những cái người xung quanh mình hoặc là những tạp chí khoa học, thậm chí các bạn phải căn cứ vào những công cụ tìm kiếm hoặc là những cái công cụ truyền thông. Thì từ đó thì mình có thể thêm một cái tiêu chí nữa, đó là độ nổi tiếng của chuyên gia. Tất nhiên thì chuyên gia mà càng nổi tiếng càng uy tín thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể mình sẽ phải mất một cái khoản kinh phí rất lớn cho họ thì mới có thể mời được họ. Tuy nhiên cái ý kiến mà họ cho mình thì cũng rất xác đáng. Đó là như vậy nhé. Còn đối với những bạn sinh viên, khi mà các bạn tiến hành một cái đề tài nghiên cứu, các bạn không hề có kinh phí làm cho đề tài, làm đề tài, nên là các bạn sẽ phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mình mà tìm chuyên gia sao cho phù hợp với đề tài của mình. Nên các bạn có thể đưa thêm các cái tiêu chí mà thầy đang bỏ trống ở đây. Thế ưu và nhược điểm của phương pháp chuyên gia này là như thế nào? Thì các bạn thấy rằng là cái phương pháp chuyên gia này nó có ưu điểm cực kỳ lớn, đó là mình được lắng nghe ý kiến của người có chuyên môn về vấn đề mà mình đang nghiên cứu. Đấy là cái ưu điểm. Như vậy là mình thấy rằng là một ý kiến chuyên môn xác đáng thì tốt hơn rất nhiều. Nó sẽ đưa cho mình một cái lời khuyên mà mình không phải mất quá nhiều suy nghĩ, cũng như là không phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, mà mình đang có một ông chuyên gia để mình xin ý kiến, ông ta đã trải qua, ông ta cho mình ý kiến luôn. Như vậy là đấy là ưu điểm lớn nhất của phương pháp này, là mình sẽ được lắng nghe ý kiến của người có chuyên môn. Nhưng mà cái phương pháp chuyên gia này nó cũng có nhược điểm của nó. Và cái nhược điểm lớn nhất của phương pháp chuyên gia chính là quan điểm cá nhân chuyên gia nó sẽ chi phối chúng ta. Và các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà các bạn gặp một cái chuyên gia mà có tài ăn nói, có tài hùng biện, có tài ngụy biện, hay là người này rất có uy tín hoặc có địa vị xã hội, thì như vậy là các bạn có khả năng tin người này hơn rất nhiều so với những minh chứng mà các bạn có thể thu thập được. Bạn thu thập được rất nhiều minh chứng, nhưng mà khi đến gặp chuyên gia thì quan điểm của họ trái ngược lại với những gì chúng ta thu thập được. Và mình thấy rằng họ có rất có uy tín, họ có địa vị xã hội, mình tin họ. Thì như vậy là đấy là cái nhược điểm của phương pháp chuyên gia này. Đó. Thế thì khi mà lựa chọn được chuyên gia rồi, mình biết ưu và nhược điểm của nó, thì mình sẽ sử dụng phương pháp chuyên gia này như thế nào? Thì thầy gợi ý hai phương pháp khi các bạn sử dụng phương pháp chuyên gia. Thì phương pháp thứ nhất người ta gọi là phương pháp tấn công não. Đó. Thì phương pháp này như thế nào? Phương pháp này sẽ mình sẽ khai thác triệt để chuyên gia bằng cách mình sẽ đưa ra câu hỏi cho chuyên gia. Đơn giản, mình đưa ra câu hỏi, nhưng mà mình sẽ phải khống chế thời gian. Đó, khống chế thời gian hoặc là khống chế về số chữ viết ký tự để cho chuyên gia suy nghĩ trả lời. Và như vậy khi mà mình thấy rằng mình chỉ cho chuyên gia vài phút thôi,
và câu hỏi thì trả lời chỉ được trong khoảng bao nhiêu từ thôi. Đó, và mình sẽ chống nhiễu bằng cách là mình sẽ để cho chuyên gia được hoàn toàn tự do, không có các yếu tố tác động để cho họ suy nghĩ về cái vấn đề của mình. Đó, như vậy là đấy là các bạn sẽ thấy rằng là phương pháp brainstorming thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi cho chuyên gia, bạn sẽ yêu cầu chuyên gia phải trả lời rất nhanh, rất ngắn gọn, và có thể mình sẽ hạn chế những yếu tố chống nhiễu. Thế cái phương pháp thứ hai cũng rất hay dùng, gọi là phương pháp Delphi. Thì khi mà mình dùng phương pháp Delphi có nghĩa là mình có một nhóm chuyên gia các bạn ạ. Cái kia nếu mà phương pháp tấn công não brainstorming thì các bạn có thể chỉ có một chuyên gia thôi, nhưng mà nếu mà phương pháp Delphi các bạn sẽ phải có một nhóm chuyên gia. Thì các bạn sẽ chia chuyên gia của mình ra thành các nhóm nhỏ, các bạn nhớ nhé. Sau đó các bạn sẽ thấy như là nhờ kết quả tấn công não của nhóm này sẽ lại là đầu vào xử lý của nhóm tiếp theo. Thế thì cứ liên tục kết quả của nhóm này sang nhóm khác và quay vòng như vậy. Thì các bạn sẽ thấy rằng lúc nào thì mình biết rằng là phương pháp này, cái kết quả nào mình sẽ cần động. Thì các bạn phải lưu ý được cho thầy hai thứ. Thứ nhất đó là khi mà các bạn thấy câu trả lời của các nhóm nó nằm trong các miền trả lời ngày càng thu hẹp. Như vậy câu trả lời ngày càng thu hẹp lại, suy ra câu hỏi của mình cũng đúng nhé. Thì như vậy là khi mà mình thấy các đáp án của các nhóm chuyên gia tương đồng với nhau rồi, thì có nghĩa lúc đó mình có thể dừng phương pháp Delphi này, và mình sẽ sử dụng cái kết quả qua làm việc với chuyên gia để mình biết và mình sẽ vận dụng vào trong cái đề tài của mình. Đó, thì đấy là phương pháp chuyên gia. Và như vậy là các bạn có thể dùng phương pháp chuyên gia khi nào? Thì phương pháp chuyên gia có thể sử dụng khi mà các bạn gặp một cái vấn đề mà các bạn không biết phải làm thế nào, các bạn cần phải xin ý kiến, hay là các bạn gặp một cái vấn đề mới các bạn cũng chưa biết phải làm thế nào, các bạn cũng sẽ mở chuyên gia đó nhé. Nhưng mà các bạn nhớ lại là tất cả các phương pháp nghiên cứu khoa học thì không thể dùng một phương pháp trong đề tài được, mà mình sẽ phải sử dụng kết hợp các phương pháp để sao đảm bảo cái độ tin cậy của phương pháp cũng như là số liệu mà mình thu được. Thì đó là toàn bộ các cái phương pháp nghiên cứu thực tiễn ở trong 3 tuần mà mình đã tìm hiểu. Thế sau khi tìm hiểu các phương pháp xong ấy, mình sẽ có một cái phần là khi mà lựa chọn được phương pháp rồi, mình đã có công cụ khi mà design theo cái phương pháp đó, thế thì mình phải lựa chọn cái đối tượng nào để mình nghiên cứu. Thì cái đối tượng đó chính là các bạn đang tìm hiểu về mẫu nghiên cứu. Thì mẫu nghiên cứu là gì? Các bạn thấy rằng là các bạn tiến hành một đề tài, chẳng hạn các bạn tiến hành một đề tài khảo sát xem là sự hài lòng của sinh viên ngoại ngữ về các thầy cô giáo ở đây. Thế các bạn tiến hành bằng phương pháp điều tra enquête, các bạn đã thiết kế được câu hỏi, các bạn có công cụ đi hỏi rồi. Thế bây giờ các bạn phải chọn được mẫu để các bạn hỏi chứ. Chẳng lẽ các bạn đi hỏi cả trường. Thì như vậy là cái công cụ, cái việc chọn mẫu này cũng quyết định xem sự chính xác cũng như cái kết luận của đề tài của bạn có đúng hay không. Và cái thứ hai nữa là kết quả mà bạn thu được ấy, nó có đảm bảo tính khách quan và khoa học hay không nhé. Đấy, các bạn sẽ phải căn cứ vào đó. Thế thì có một cái khái niệm mẫu như này. Thì mẫu nghiên cứu thì tiếng Anh gọi sample nhé. Thì mẫu nghiên cứu đơn giản thôi, đó là một nhóm người được lựa chọn đại diện cho toàn bộ cái dân số, thầy đang dùng cái từ trong cái nghiên cứu của mình. Như vậy là nếu mà mình muốn khảo sát về sự hài lòng của sinh viên về các thầy cô giáo trong đại học ngoại ngữ, thì mình coi toàn bộ sinh viên đại học ngoại ngữ là dân số trong cái nghiên cứu của mình. Mình không thể đi điều tra toàn bộ cái số sinh viên này, mình sẽ phải tìm ra một mẫu thôi. Thì mẫu đó chính là mẫu nghiên cứu. Bạn tìm ra 100 để đi điều tra, 200 hay là 300, thì đấy là mẫu nghiên cứu nhé. Là một nhóm người, nhưng mà cái nhóm người này phải đại diện cho tất cả. Nên các bạn sẽ phải căn cứ vào cái nào để tính xem ông này đại diện. Thì có một số cái gợi ý như thế này. Thế, mẫu thì thường sẽ lấy những tiêu chí nào để đại diện? Thì các bạn có thể cân nhắc này. Thứ nhất là các bạn có thể căn cứ vào độ tuổi. Đó. Khi các bạn phải điều tra một cái đề tài mà có độ tuổi nó nằm trong một cái khoảng quá dài, chẳng hạn như là điều tra về cái mức độ hạnh phúc của người Việt Nam, thế mình mới đi điều tra từ em bắt đầu biết nói từ 5-6 tuổi cho đến các cụ 70-80-90. Như vậy mẫu của mình trong độ tuổi rất dài, như vậy mình phải căn cứ vào đó, mình phải lấy mẫu như thế nào. Thì như vậy là có thể căn cứ vào độ tuổi, có thể căn cứ vào dân tộc, có thể căn cứ vào giới tính, căn cứ vào trình độ giáo dục, hay như căn cứ vào điều kiện kinh tế, căn cứ vào vân vân, căn cứ vào điều kiện xã hội các thứ vân vân. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là khi mình lựa chọn thì mình phải có một cái đại diện nào đó, chính là cái tiêu chí mình sẽ lựa chọn ấy, chính là cái đại diện đó. Và những cái đại diện này thì liên quan và nó có thể khái quát tới toàn bộ cái mẫu nghiên cứu của mình. Như vậy là khi mà mình khái quát được thì như vậy đảm bảo cái kết luận sau khi các bạn điều tra xong ấy, nó có nghĩa là nó có ý nghĩa đó.
Thế một cái ví dụ các bạn nhìn ở đây, ví dụ nghiên cứu về chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam. Thế bây giờ các bạn nghiên cứu về chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam, các bạn sẽ lấy mẫu nào? Giờ Việt Nam có 100 triệu người, thì các bạn định khảo sát toàn bộ dân số Việt Nam. Như vậy cái đấy là mất khả thi rồi. Như vậy các bạn lại phải căn cứ vào, bây giờ các bạn phải lấy mẫu, và mẫu này phải đại diện. Như các bạn chẳng hạn, như các bạn lấy mẫu là đại diện về độ tuổi, bạn sẽ hỏi làm sao nhỉ, chỉ số hạnh phúc của em trong độ tuổi mầm non, ở trong độ tuổi tiểu học, ở trong độ tuổi trung học, xong đó là ở độ sinh viên, trưởng thành, người già, người cao tuổi, vân vân. Sau đó mình lại tìm là giới tính nhá, 50% nam, 50% nữ thôi, chứ cũng không thể tất tần tật là 100% nam, 100% nữ, hoặc là 100% giới tính không xác định được đó nhá. Thì sau đó các bạn sẽ phải đấy, trình độ, điều kiện, vân vân, các bạn phải căn cứ vào những cái tiêu chí như thế để các bạn tìm ra được một cái tập hợp, một cái mẫu, và mẫu này phải đại diện cho toàn bộ người Việt Nam. Thì đấy là một ví dụ. Hay thầy có một ví dụ như này, chẳng hạn có một cái đề tài là quan điểm tình yêu của sinh viên đại học ngoại ngữ. Đấy, bây giờ bạn có một cái đề tài như vậy là khảo sát về quan điểm tình yêu của sinh viên đại học ngoại ngữ. Thì các bạn chọn mẫu nào, các bạn đi hỏi tất cả sinh viên đại học ngoại ngữ xem là bạn ơi, bạn quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào. Bạn đi hỏi từng người một như vậy, có thể nghiên cứu này của bạn cũng sẽ hoàn thành, nhưng nó sẽ tốn của bạn hàng năm trời để nghiên cứu. Như vậy là các bạn sẽ phải lại phải căn cứ vào đại diện. À, tôi sẽ có 4 năm đúng không? Năm thứ nhất lấy bao nhiêu em? Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, sau đó về độ tuổi, đấy là độ tuổi cũng như năm học đấy, giới tính 50-50. Xong đó là mình sẽ quan điểm, mình có thể lấy thêm một số như là vùng miền, hay như là tính dựa trên cái số là bạn đã yêu bao nhiêu lần, để tính xem một cái mẫu nào đó đại diện cho cái nghiên cứu của mình. Nếu mà khảo sát về cái quan điểm tình yêu của sinh viên đại học nữa thì cái đó được coi là mẫu nhá. Đó. Thế thì có một cái nữa, thì kỹ thuật chọn mẫu thì như thế nào? Thì các bạn nhìn này, thì đây thầy đưa ra một số cái gợi ý. Cái kỹ thuật chọn mẫu thật ra nó là phương pháp được sử dụng để thu thập được cái người tham gia nghiên cứu. Đấy, nhá, kỹ thuật chọn mẫu là gì? Chính là phương pháp mình sẽ sử dụng để lựa chọn được người mà sẽ tham gia nghiên cứu, gọi là kỹ thuật chọn mẫu. Và mình có thể hiểu một cách khác nữa, đó là kỹ thuật mà mình rút gọn cái đối tượng hoặc đơn vị nhỏ nhất để mình thẳng để mình nghiên cứu. Đó, nôm na là kỹ thuật chọn mẫu chính là cái cách thức mà mình tìm ra được những cái người nào đó sẽ tham gia nghiên cứu cho mình. Đó, thế thì khi mà mình chọn những kỹ thuật đó thì mình có những kỹ thuật nào và mẫu của mình sẽ lấy được những loại nào, thì thầy có một cái bảng như này. Ở đây là tương ứng với ba kỹ thuật thì sẽ có ba cái loại mẫu thường gặp, các bạn nhìn trên slide của thầy. Như vậy thầy đang lấy ở đây là có thứ nhất là mẫu thuận tiện, thứ hai là mẫu tình nguyện, và thứ ba nữa là mẫu ngẫu nhiên nhé. Thì cái mẫu thuận tiện là như nào? Nghe thuận tiện cái là mình thấy ngay thuận tiện. Thuận tiện cho ai? Là thuận tiện cho nhà nghiên cứu, cho người được khảo sát. Như vậy là người tham gia được lựa chọn vì họ rảnh rỗi và thuận tiện với cho nhà nghiên cứu. Ví dụ thầy lấy ví dụ như là thầy lấy chẳng hạn các cái hãng mà dầu gội đầu các thứ, người ta hay lấy cái mẫu này, người ta đặt một cái post ở chợ đánh giá xem là cái sản phẩm dầu gội đầu họ đưa ra thị trường có tốt hay không, thì người ta sẽ dùng cái mẫu này. Thì thầy Giang mới đi chợ đấy, thế là đúng lúc thầy Giang đi chợ thì thầy cũng chưa cần cấp bách lắm, họ mới đưa cho thầy một cái tờ giấy như thế, và nhờ thầy làm. Như vậy là hoàn toàn dựa trên cái sự thuận tiện của thầy, cũng như là cái thuận tiện của người đó nhé. Đó, thì đấy là một mẫu. Cái mẫu thứ hai đó là mẫu tình nguyện, thì người tham gia sẽ được mời, và như vậy là khi người tham gia thì họ sẽ, sau khi họ nhận lời thì họ sẽ nhận được một cái thông báo, hoặc là một cái giống như các bạn gọi là một cái lời mời nhỉ. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này mình cũng gặp nhiều. Chẳng hạn thầy lấy ví dụ như là bạn nhận được một email là nếu bạn có thời gian thì bạn có thể vui lòng trả lời các bạn hỏi này, bạn nhấn vào là ok một cái là người ta sẽ gửi lại cho bạn một bài học. Thì cái này thầy thấy các bạn rất hay dùng. Chẳng hạn như các bạn có thể sử dụng các công cụ Google Form hay là Google Doc để mà điều tra. Đó là như vậy nhé. Thì đấy là mẫu tình nguyện, là người tham gia được mời vào nghiên cứu sau khi họ nhận được một cái thư, một cái thông báo nào đó. Đấy, thì gọi là mẫu tình nguyện. Và cái loại mẫu thứ ba là mẫu ngẫu nhiên. Thì các bạn nhớ nhé, thì cái mẫu ngẫu nhiên này khác so với hai cái mẫu kia, thì mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên. Đó, mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên. Và ngẫu nhiên này thì trong đó các cái đơn vị điều tra hoặc là tổng
Có nghĩa là mình lấy ra các những cái người điều tra hoặc là những cái nhóm người được điều tra ấy, thì phải tính toán xem cơ hội được lựa chọn giữa những người này hoặc những nhóm người này là phải ngang nhau. Như vậy là mình sẽ phải căn cứ lại cái đoạn lúc đầu mình nói rằng là các cái mẫu này đại diện về cái gì. Thì đấy chính là các cái khả năng. Thì khi mình lựa chọn một nhóm người này để nghiên cứu thì mình phải tính toán được rằng là cái lựa chọn của các nhóm là ngang nhau, thì cái đảm như vậy thì mới đảm bảo là mẫu ngẫu nhiên. Các bạn nhớ nhé. Thế thì ưu và nhược điểm của mẫu, của ba loại mẫu này, như bạn nhìn trên bảng slide thầy so sánh ưu điểm bên trên, nhược điểm bên dưới. Như vậy là về mẫu thuận tiện thì ưu điểm là khảo sát rất nhanh chóng, đó, rất là thoải mái. Nhưng mà nhược điểm ấy, thì nó chắc chắn rất khó đại diện cho toàn bộ mẫu các bạn. Đó thì đấy là mẫu thuận tiện. Cái mẫu tình nguyện thì như nào thì khả năng là khá dễ dàng và thường là mọi người sẽ cam kết một cái sự tham gia. Đó. Nhưng mà nó cũng giống cái mẫu thuận tiện ấy, là rất khó đạt tính đại diện. Vì cái người tham gia có thể là không tương đồng lẫn nhau. Thầy trở lại với một cái ví dụ lúc nãy thầy nói là bây giờ hãy đi khảo sát quan điểm về tình yêu của các bạn sinh viên đại học ngoại ngữ. Đấy, các bạn sẽ đi khảo sát. Thì nếu mà các bạn dùng phương pháp thuận tiện, các bạn căn cứ vào cái sự gọi là sự thuận tiện của nhà nghiên cứu và cái người tham gia nghiên cứu, đồng thời cũng là qua Google ấy, và Google Form các bạn làm, các bạn được. Như vậy là những cái mẫu mà mình thu được hoàn toàn mình không thể kiểm soát được về cái tính đại diện của nó. Mình muốn là 50% là nam, 50% là nữ. Thì bây giờ cái số bạn nữ lại thích trả lời nhiều hơn, thế thành ra các bạn ý nhiều hơn, thành ra lại 80% nữ, 20% nam. Hoặc là mình muốn là trải đều là 25% cho các khóa năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, tổng là 100%, nhưng cuối cùng mình lại toàn đi được phỏng vấn được em làm thứ nhất. Thế như vậy là nó không đại diện cho toàn bộ mẫu. Như vậy cái đấy là cái nhược điểm lớn nhất của nó. Thì hai cái nhược điểm này thì có thể khắc phục bởi cách chọn mẫu ngẫu nhiên. Thì các bạn thấy rằng là khi mà chọn mẫu ngẫu nhiên ấy, thì nó có đại diện cho toàn bộ mẫu. Đó, có đại diện cho toàn bộ mẫu. Như vậy là đấy là cái ưu điểm lớn nhất của nó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là mình trên thực tế rất khó tính toán làm thế nào mà mình chứng minh được là những người mình chọn ở đây là ngẫu nhiên hoàn toàn và họ có cái cơ hội được lựa chọn là ngang nhau để đảm bảo cho mẫu của mình. Thì cái đó lại là cái mà lại phải sử dụng tính toán để tính toán nhé. Thì các bạn thấy rằng là mỗi một loại mẫu nó có ưu và nhược điểm khác nhau. Thì các bạn căn cứ vào cái đề tài của mình cũng như là căn cứ vào cái khả năng của mình thì các bạn có thể lựa chọn nó như thế nào thì tùy các bạn. Đó. Thì đấy, như vậy là thầy giới thiệu cho các bạn là đấy, mẫu thì có thể có 3 cách lấy mẫu như vậy. Thì ba cách lấy mẫu này thì nó có ưu và nhược điểm khác nhau, thì các bạn có thể căn cứ nhé. Thế thì khi mà các bạn có mẫu rồi, các bạn phát được câu hỏi rồi, các bạn hỏi rồi, thì các bạn sẽ có được dữ liệu nghiên cứu. Thì đây là cái phần trình bày cuối cùng trong cái buổi chiều hôm nay của thầy. Thì dữ liệu nghiên cứu thì các bạn thấy rằng là dữ liệu nghiên cứu thật ra nó là gì? Đó là tổng hợp các kết quả từ quá trình nghiên cứu, đơn giản thế thôi. Như vậy là bạn nghiên cứu rồi thì bạn phải có dữ liệu nhé. Bạn nghiên cứu hàng tháng nay rồi, cuối cùng bạn chẳng có dữ liệu gì, như vậy là ai tin bạn nghiên cứu, đúng không? Như vậy là khi nghiên cứu là bạn tổng hợp các kết quả thì bạn phải có được kết quả, và kết quả đó chính là dữ liệu nghiên cứu. Cái thứ hai nữa là kết quả này thường được biểu đạt, có thể là biểu đạt bằng các phép toán đó, hoặc là có thể biểu đạt bằng sơ đồ hoặc là lược đồ, vân vân. Đấy, các bạn thấy nó rất đa dạng về dữ liệu, có thể số, ký tự, hình vẽ, vân vân đó. Thế thì có những loại dữ liệu nào thì các bạn thấy rằng là cái này các bạn học trong khóa OK có hai loại. Một là dữ liệu định lượng và hai là dữ liệu định tính. Thì định lượng rất đơn giản thôi, định lượng đó là tập hợp các con số từ một nhóm hoặc một nhóm người và liên quan tới cái phân tích thống kê. Như vậy là định lượng có nghĩa là phải ra được số cụ thể. Đó. Thế còn định tính thì sao? Thì định tính thì không, nó là tập hợp thông tin và không thể đo lường được bởi số. Đấy. Và nó thường chứa từ ngữ ở đấy mô tả về đối tượng. Như vậy là các bạn thích loại dữ liệu nào? Thì như vậy là rõ ràng thì rất nhiều người thích dữ liệu định lượng thì rất dễ xử lý tính toán bằng máy móc. Nhưng mà dữ liệu định tính nó có một cái ưu điểm của nó, nhưng các bạn nhớ là nó cung cấp những cái thông tin rất sâu sắc. Nên là khi mà mình thu thập dữ liệu mình cũng phải thu thập cả hai loại này, chứ không phải thu thập duy nhất một loại nào cả.
Thầy một lấy một cái ví dụ như này. Đấy các bạn. Ví dụ khảo sát độ hài lòng của sinh viên theo thang đo từ 0 đến 10 về môn phương pháp với phương pháp dạy học của giáo viên. Thì đấy là định tính hay định tính. Đó. Hay là một cái nữa là kết quả nghiên cứu về đặc điểm tính cách của sinh viên đại học ngoại ngữ bằng phương pháp phỏng vấn tự do. Thì đây là định tính hay định lượng. Như vậy các bạn sẽ phải phân biệt được như này, rõ ràng là khảo sát về mức độ hài lòng cái gì từ 0 đến 10 đấy là định lượng, còn bên này là định tính này. Định lượng nó quy ra được số kìa, định tính có nghĩa là đó là các mô tả vân vân nhé. Đó, thế có một cái bảng so sánh như thế này, điểm mạnh và điểm yếu. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó có một thầy có một bảng so sánh này. Thứ nhất là nếu mà phương pháp dữ liệu định lượng thì thông thường người ta nói rằng là phương pháp đo lường của mình khách quan, đó, người không bị tác động, cái người khảo sát cũng tác động tới cái người trả lời mà. Đó, đây là dữ liệu định lượng. Cái thứ hai nữa là thang đo thường tin cậy, vì khi mà các bạn đưa ra được một bảng hỏi thì không phải là các bạn được đi điều tra ngay, các bạn nhớ nhé, các bạn phải làm thử nó, có nghĩa là các bạn phải pilot nó ở trong một cái nhóm nhỏ, sau đó các bạn xử lý xem là cái độ tin cậy của các item nó thế nào, thì sau đó các bạn mới được đi làm trên mẫu thực tế của mình. Thì như vậy là cái thang đo thường có độ tin cậy cao hơn. Và cái thứ ba nữa là dữ liệu có thể phân tích tập trung hay là mở rộng dễ dàng để so sánh, như vậy là cái phương pháp phân tích và so sánh rất là ổn dễ đó. Và các bạn sẽ thấy rằng là phương pháp thu thập dữ liệu thường cái đấy là bên dưới nó là nhược điểm nhé. Đó. Thì bên trên này, này là ưu điểm, bên dưới này là nhược điểm đó. Thì phần nhược điểm của phương pháp dữ liệu định tính định lượng thì các bạn sẽ thấy rằng là phương pháp thu thập dữ liệu thường bị giới hạn câu trả lời. Bạn đưa ra cho nó chẳng hạn như là đánh giá mức độ hài lòng từ 0 đến 10. Đó. Như vậy là nó rất hài lòng đến tận quá là mức 10 thì nó cũng chỉ tích vào được 10 thôi, hoặc là nó cực kỳ không hài lòng đến tận ở mức 0, quá là mức 0 rồi thì nó cũng chỉ tích được ở 0 mà thôi. Nên là các bạn sẽ thấy rằng là phương pháp thu thập dữ liệu thường bị giới hạn bởi các phương án trả lời, nên là cái gọi là cái tính hiệu lực của nó không được cao bằng cái định tính bên kia. Thế còn bên phương pháp định tính này, các bạn sẽ thấy rằng là ưu điểm của nó là người tham gia thường thể hiện chính xác cái câu trả lời mà mình muốn trả lời ấy. Và việc giới hạn mà nó không bị giới hạn bởi các phương án có sẵn, như vậy là thầy đưa ra một câu trả lời mà không bị giới hạn và thầy hoàn toàn trả lời bằng quan điểm của thầy, thì đấy là cái ưu điểm. Và cái thứ hai nữa là nó được ghi lại những câu trả lời không phổ biến. Như vậy là việc thu được những cái câu trả lời mang tính định tính thì thông thường các câu trả lời thường không giống nhau. Thì đây vừa là một ưu điểm nhưng nó cũng sẽ là một nhược điểm khi mà mình xử lý nhé, các bạn nhớ nhé. Các bạn sẽ thấy rằng là khi mà xử lý dữ liệu định tính thì các bạn sẽ thấy các bạn gặp một cái nhược điểm, đó là thứ nhất là thu thập dữ liệu thì mang tính chủ quan. Như vậy là người ta hoàn toàn chủ quan dựa trên cái việc người trả lời, và cái thứ hai nữa là cái người xử lý số liệu cũng sẽ căn cứ vào chủ quan của mình để diễn giải lại cái đáp án đó nhé. Và cái thứ hai nữa, cái khó khăn là dữ liệu chi tiết hay là một vài cá nhân không thể khái quát được trong một nhóm lớn. Như vậy là khi các bạn thu được 5-7 cái câu trả lời này, thì bạn cứ hình dung là các bạn khảo sát về quan điểm tình yêu, sau đó các bạn đi khảo sát 10 người mà sau đó 10 người này cho bạn toàn bộ là câu trả lời dạng định tính này, 10 câu trả lời, thì các bạn sẽ thấy rằng ôi dồi, thì xử lý quá khó lắm và khái quát cực kỳ khó cho đại diện cho toàn bộ mẫu đấy nhé. Thì đấy là về điểm mạnh và điểm yếu khi mà mình xử lý số liệu tính và định lượng. Như vậy là trong bài học hôm nay thì mình đã cùng nhau tìm hiểu nốt cái phần về phương pháp nghiên cứu thực tiễn, thì trong đó thầy đã trình bày về phương pháp chuyên gia. Các bạn đã biết phương pháp đó là phương pháp gì, sử dụng khi nào và cách sử dụng như thế nào. Sau đó mình đã biết về cách chọn mẫu, thì có 3 cách chọn mẫu theo thầy gợi ý, đó là mẫu thuận tiện, mẫu ngẫu nhiên và một cái mẫu nữa đó là mẫu tình nguyện. Và 3 cái mẫu này thì sẽ có những cái cách ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì khi mà mình có mẫu, mình có phương pháp thì mình sẽ thu được các dữ liệu. Và ở đây thì thầy có giới thiệu về hai loại dữ liệu, đó là dữ liệu định tính và định lượng. Thì nhìn chung
thầy sẽ khuyến cáo các bạn khi các bạn bắt đầu tập nghiên cứu thì các bạn nên dùng cả thu thập cả hai loại dữ liệu này, nhưng mà nếu các bạn có nhiều thời gian ấy, thì các bạn cũng có thể tăng cái dữ liệu định tính lên, nhưng mà cái này còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà các bạn đi điều tra cơ. Thì đó là toàn bộ cái bài học của ngày hôm nay đó. Thì nếu mà bạn nào có câu hỏi gì thì có thể comment và thầy sẽ trả lời. Còn những cái bạn mà học môn phương pháp với thầy thì sang tuần đi học trở lại thì có gì thầy sẽ dạy đáp trực tiếp trên lớp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.